Bà con ơi, chiều nay mấy thầy trò đi đi shopping nè. Nè bà con thấy không? Đó, đi shopping. Đó. Quá trời đẹp không? Bà con thấy shopping đẹp không? Mất sợ. Lo lo Phật tử qua chở cho đi coi chứ còn thật sự ra có mua chi. Nay thứ bảy cuối tuần mấy thầy trò đi shopping chơi đó. Quần áo quá trời thấy chưa, quần áo giày dép đó. Năm tới 17 đồng một cái cũng mắc ha. Nè nước hoa nè, trời nước hoa mấy anh Việt Nam anh quảng cáo rồi phải không, nước hoa phải không đó. Nước hoa tràn theo chai nước hoa giờ 7 đồng nè quý vị, 7 đồng 99 là 8 đồng giờ Việt Nam là bán 25 đồng 11 đồng nè đó. Rồi nước hoa xịn không hả? Đó, vậy chứ về Việt Nam là mắc lắm đó. Thấy không? Mấy triệu mấy không á? Ừ. Nè đó. Nước hoa là thấy chưa? Nó 12 đồng 99. Nước hoa xịn đó. Nên cho bà con biết là trong khi mà về tới Việt Nam đó, thì nó mắc tiền. Đó. 7 đồng 99 thấy chưa, đẹp không? 10 đồng, 10 đồng cho nước hoa nè. Rồi nên những ai thích nước hoa ngắm đi nha, mai mốt tôi mở ra dịch vụ bán hàng online đó. Nó phe cho các chị thấy ở Mỹ đó, thấy chưa? Ủa mà tại sao bên đây kem đâu có thiếu gì đâu mà sao cứ mua kem Việt Nam gửi qua là sao? Dạ tốt nhiều lắm chứ. Ừ. Đây là xà bông hả? Dạ xà bông cục đó. Là trong Mỹ đây nè phải không? Dạ, sao bông cục thơm lắm. Mỹ ghê. Dạ. Hả? Dạ. Cái đồ nó không phải giá. Okay. Dạ, mà nó rẻ lắm. Mấy cục này nó bán 2-3 đồng gì hả? 6 đồng. Dạ, 6 đồng cho 3 cục. 6 đồng 3 cục, 2 đồng 1 cục. Ồ, sao bông xịn đó hả? Nhiều mùi thơm lắm thầy, dạ. Cái này là 4... 4 đồng đó, mới mốt rồi. Mới mốt mở ra bán họ online. Quảng cáo đó cho Việt Nam thấy thấy tiếc chơi đó. Ủa này gì này, son phấn hả? Đó này phụ nữ thấy đẹp không đó, son phấn đó, đồ dễ chân mày. Thôi này của mấy ông thầy quay hoài tao quở chết, tao quay chỗ khác. Mấy này là cái đồ massage. Ồ, bàn chải đánh răng. Đánh răng.
18 đồng. Các loại bóp, rồi bóp này 120 đồng, bóp xịn đó. Bóp này 30 đồng à, nhỏ ha, bóp bự mà 30 đồng, bóp nhỏ mà 100 mấy. Bởi vì làm phụ nữ xài tốn bóp quá. Cái này 12 đồng mấy nè. Toàn là bóp phụ nữ không chứ đâu có bóp đàn ông đâu. Bởi tội nghiệp mấy cô xài tốn bóp quá. Hôm nay tôi ghẹo, không phải ghẹo mà giới thiệu cho các cô phụ nữ nghe đồ của Mỹ, shopping của Mỹ đó, chứ không phải là tôi xí xọ nó nghe, tôi không có mua nghe. Nên là tôi quay cho mấy cô thấy thôi. Thấy không? Thấy mấy cái túi xách không? Đó. Quay cho mấy cô thấy chứ tôi không có xí xọ nghe. Tôi không có mua nghe. Ủa, ông tính mua gì anh Tâm? Con muốn này cho thầy nè. Cái gì hả? Thầy để cái ghế thầy ngồi cho đỡ đau lưng. Ngồi vậy hả? Dạ. Để cái ghế mà live stream của thầy á. Ờ. Dạ, thầy ngồi. Tại nhưng mà sao giặt nó dơ, sao giặt? Nó mự quá màu. Nghiệp nhỏ đi qua nó muốn qua. Mấy chục đồng là uổng cái tâm. Kệ ngồi cũng có một chút mà. Thầy ngồi thầy dựa với cái lưng như này đó. Trời ơi sang dữ vậy đó. Thầy bỏ trong cái ghế của thầy á. Thầy bỏ ở đây thầy ngồi. Mấy chục đồng uổng quá không? Không, không sao rồi. Trời ơi. 30 đồng ít đâu. Không sao. Mấy cái này là của người thượng, giống như hồi Việt Nam mình người thượng họ làm ha. Dạ. Để là chi ta? Để câu chơi vậy hả? Trời, mấy nồi của Kiki nè. Nhưng mà có rồi đâu mua cho nữa, nhưng mà trong này bán nồi bự không ha. Mới có bự phải mua cho nó cái nồi bự rồi. Trời đẹp ghê không? Phải không? Con chó phải không? Con mình chó. Đây con chó mà. Hồi 50 đồng. Ông nội ơi. 60 con chó này sao hay cho bự mới được. Thôi 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 thôi. Thôi. Chưa, nó chưa bự gì đâu. Cái này là cái gì của nó đây? Mấy cái đồi xương gặm á. Ôi vậy nó gặm hoài vậy đó hả? Cho nó đỡ ngứa răng đó thầy. Ờ. À. Không muốn chứ. Coi thôi. Thôi chưa đâu. Nhưng mà con chó kia nó, ồ cái này nè, trời ơi, nó giống chiếc dép nó chung vô nè. Dạ thì đó. Đẹp quá. Vậy mua cái này cho nó đi thầy. Thôi, thôi khỏi. Rẻ hả? Cái này nhiều. Sao có giá ta? Có nè nè, phải không? À, 15 đồng à. Thôi, uổng lắm. Của China hả? Dạ. Nói chung nó vui để mùa lạnh đấy chứ mùa nóng. Cái này ha. Những cái đồ ăn của nó nè, thầy thấy thương không? Ăn con chó. Không mua cái nữa, nhà đâu có chỗ đâu mua nữa đi. Tới đi, coi chơi thôi chứ. Mua gì để chặt nhà hết.
Coi chừng quá đó, giờ để cái ghế không vừa không Tâm? Thôi thôi nó mua chị tao không có chỗ. Đi lượm mà xem hết. Giờ tôi không đi lượm nữa đó. Hôm qua thì anh hay mua đồ là tại vì anh có cái shopping anh bán ở Việt Nam á. Bà xã anh bán đồ ở Việt Nam á, nên anh thấy anh đi coi chỗ nào để anh mua hàng, anh đem anh đem về bển á, anh gửi về bển. Rồi có mua gì nữa không? Không thì một chú Nguyên Quang kìa. Nên nè thì tôi lấy tiêm nãy giờ rồi tôi chưa có phát lên. Thu thôi để đó. Nên tôi quay giá rồi luôn đó. Mà mình nó thì Việt Nam giặt tay, bên mình thì giặt máy. Cái này đồ cũng chó đây hả? Dạ đúng rồi, đó. Đồ chơi đó. Ở đây nhiều quá, bán đồ chó nhiều quá. Dạ. Rồi thôi đi. Mua đi không? Mua đem về bánh mặt. Vô tiệm mua chính quy rồi, nó ba mấy bốn chục đồng kiếm tiền. Tại vì cái tủ em hết chỗ chứa rồi. Mỹ sắm cho đã rồi, lâu lâu đem đi cho đi Goodwill. Rồi cái người là đi Goodwill rồi sắm trở lại. Bất nhân vậy đó. Nên này quần áo nè quý vị thấy không? Quá trời Mỹ quần áo đó. Đó. Bởi vì thôi đi đừng có múa. Thì cái cách lai lâu nó thôi bỏ trả đi con. Thầy ngồi chút rồi kệ đi trời, đừng có sang trọng quá. Phật ngày xưa ngồi dưới gốc bồ đề để cây không rồi con. Bỏ lại đi. Phật rồi đó ngồi để cây không mà Phật còn thuyết pháp quan trọng rồi nói có hay không chứ còn. Trời ơi thầy không có sĩ soạn hết đâu con. Trời con kết lai nè Nguyên Quang. Thôi đi ra đi đâu. Cái lai, nhìn thấy cái lai nó dài quá. Nè. Trời ơi. Đi ra cái nào. Quá trời quần áo. Thôi. Tao muốn đi xa xa để có Covid. Đó vậy mà mai độ Việt Nam làm gì cho tốn hả? Tính là mua bộ đây rẻ hơn đồ mai chứ. Hả? Ừ. 10 đồng.
200.000 cái 10 đồng cái nào quý vị, chưa tới 10 đồng, 9 đồng 99 nè. Một cái. Rồi thôi đi. Tội nghiệp cái người nào mà thích cái người nào thích đi shopping đó là cũng là cái nghiệp đó nha. Cứ mua cho có về rồi cái để đó chứ có nhiều người mua thì chưa chắc gì mặc nữa. Thôi em mua. Bây giờ là sắp sửa 5 giờ. Đó, quá trời không? Cái nào? Ủa mà lăng màu đỏ hả? Đẹp không? Mọi người thấy có đẹp không? Đó, mọi người thấy không? Đất Mỹ nó mênh mông vậy mà xe đậu vậy đó. Đó, quá xá không? Rồi, bây giờ chuẩn bị đi ăn chiều với Phật tử. Nam mô Phật. Ôi, nóng quá. Ok liền. Bây giờ thì cái Mỹ nó quen rồi, về Việt Nam chắc nó chảy mỡ hả? Nóng dữ lắm. Chứ bên đây vậy mà chảy mỡ. Đó, các vấn đề thế chị. Chỗ làm ăn được cái này, đông đúc ghê. Dạ. Yeah. Mắc, chỗ này chắc cũng nghĩ tiền thuê cho mắc lắm. Mắc. Buồn support quá. Bắc Kinh cũng rộng rãi. Dạ, yeah, quá trời Bắc Kinh luôn. Đó, cây cối rồi cái gì thế, đậu những cái xe dưới bóng cây rồi nó mát lý tưởng ha. Dạ. Đúng là khu này lý tưởng. Quý vị thấy Mỹ sạch sẽ không nè, mùa này thì lá cây nó không có rụng cho nên nó sạch sẽ lắm. Dĩ nhiên các vị thấy có những lúc mà lá cây nó rụng đầy là tại vì nó rụng, lá cây rụng là quét cỡ nào cũng vậy thôi. Mùa này thì lá cây đâu nó đâm chồi nảy lọc. Hiện giờ là ở Mỹ là mùa xuân nha quý vị, chứ chưa phải qua mùa hè chính thức nha. Ủa qua mùa hè rồi chứ hả? Hè chưa? Dạo này tháng 7 nó mùa hè rồi. Ồ xin lỗi, hè. Nhưng mà cũng mới qua thôi, gì bông rồi nó còn nở mà. Dạ. Nó giống Bến Thành không? Đó, cây okay, coi bông không? Chỗ đẹp xe là mênh mông luôn. Đây nè, bạn Lăng tiếp rồi đây nè hả? Dạ, bạn Lăng tiếp. Bên đây cho bạn Lăng được hả? Bên đây cho bạn Lăng được. Ôi dạ. Dạ. Chồng nó mới sống. Ôi dạ. Khô quá. Anh em khô dữ bên này.
cái nhìn nó sơ sơn, thấy như ngoài đất, đất sa mạc, đất cát ha. Bên em á hả? Ừ. Đất sét. Là đất sét trồng nó khó, nó có chất chất gì đó, nó nóng nó không có lên hả? Dạ, cây nó cằn cỗi. Đó, quý vị thấy đường xá của Mỹ không? Chính là tôi là ở tiểu bang gọi là cổ, nó không có vượt phát triển mạnh mà còn vậy đó. Đó, quý vị thấy không? Crazy buffet. Đã chiều nay. Oh, bò, bò kìa. Chỗ này đông, đông, smooth. Dạ, chỗ này đó. Đó là cái shopping center đó. Bên kia là mall. Mall quá. Thích quá, một tay không che nổi. Dạ. Nhiều muốn làm, chết luôn. Thôi biết đủ là khỏe ông ơi, thiệt. Đức Thế Tôn dạy rõ mà, biết rằng ai cũng muốn cho nó thoải mái, nhưng mà biết đủ cho nó nhẹ nhàng chút. Mấy chuyện với thầy. Em đang nói chuyện với thầy. Dạ em coi, dạ em coi vừa chi nhà rồi. Mấy cái đèn này mình đi nó có chụp không? Khi mình chạy vượt rồi xem đèn đỏ nó có chụp không? Chụp hình đúng không? Chắc có phải không? Dạ không. Ừ. Tại vì nó tháo rồi thầy. Ừ. Rất kỳ. Chạy chăng. Yeah. Em qua tâm thầy mà mai mới về. Sao em nhắn thế đấy? Nó thầy mời qua đây thì lý tưởng lắm. Thầy nói kìa, thầy mời chế kìa. Qua đây bình dân, mình sống theo kiểu nhà quê. Thầy không có cầu kỳ. Ai đến vào cũng như nghèo. thầy ở trong cái am thôi chứ, giống cái nhà của mình. Cho nên thầy nấu cho ăn, không phải cần phải đi cầu kỳ, ăn rau luộc chấm nước tương. Đầy đủ nhân viên mới được gặp chứ, chứ phải chứ đúng mới gặp là gặp được đâu. À, cây cối rất đẹp như thế không? Thì có gì thầy đang tính là tháng mỗi tháng tư á, tháng tư mỗi năm đó là thầy biết gì thầy ha. Ngày Bồ Tát Quan Âm 19 tháng 2 ngày, trong cái ngày Bồ Tát Quan Âm, ngày Bồ Tát Quan Âm trong cái mùa cái lúc đó đó là vừa ấm ấm mà vừa thoải mái chút á, chứ cũng không lạnh lắm mà cũng chưa nóng á, thì các Phật tử nào rảnh thì về thăm một lần. Cái gì Phật tử nào rảnh á, về thăm thầy một lần. Cái gì lúc đó chế đi thì có gì em nói chế cũng nhé, bay qua. Giúp
các vị hạnh phúc, các vị an dường, sao không đưa tiền em đi qua cúng cho thầy. Ồ, mấy con vừa, các vị an lạc, cái hạnh phúc là các vị đã cúng dường cho thầy rồi đó, miễn sao nghe pháp và được an lạc là vui rồi đó. Quên à, quên nói chế nè, kêu chế đưa vài trăm qua cúng cho thầy chứ quên. Trời ơi, mô Phật, nói vậy cậu tưởng đâu thầy làm tiền nữa. Thầy cần cái này em chọc chế đi ngay, thầy mới nói là thầy mới like em. Này em chọc chế rồi đó. Những các vị được sống cuộc sống hạnh phúc an lạc là đó là niềm vui cúng dường cho thầy rồi, chứ đừng có nghĩ rằng thì không phải là thầy chơi tiền. Thầy nói nghe pháp của thầy mà mình an lạc là thầy vui rồi. Gia đình hạnh phúc, biết giúp ngừa đỡ cho thương yêu cha mẹ, lo lắng cho chồng con. Đó, thầy vui rồi. Còn của vua thua của Phật mà. Thầy không biết đâu chứ. Cho thầy gọi là thăm nghe. Rồi. Bây giờ mời đi vô ăn. Năm giờ rưỡi chưa? Lần tới đi em sắp xếp em dẫn chế đi ha. Cô ở gần nhà Tâm luôn hả? Dạ chế này ở gần nhà con á thầy. À nó mai thầy gửi cho. Hỏi biết ăn tương không? Thầy làm chế tương không? Ơi, thầy hỏi chế có ăn tương được không? Tương. Thầy tương làm. Ăn được thầy. Rồi nó